Giữa nhịp sống hối hả, đầy bộn bề và lo toan của những ngày cuối năm, phải chăng Giáng sinh trong bạn là khoảng thời gian ý nghĩa, là những khoảnh khắc không thể nào quên, là ký ức theo bạn suốt cuộc đời? Xin chào các bạn, thoát kế đã đến tháng cuối cùng của năm 2021 rồi. Năm nay mọi thứ trôi qua thật nhanh phải không? Chúng ta chưa kịp làm gì, chưa kịp cảm nhận gì thì đã hết năm rồi. Và quay đi ngoảnh lại thì mùa mà mọi người khắp nơi trên thế giới đều rất là mong chờ cũng đã đến. Đó là mùa Giáng sinh, mùa của tình yêu thương. Không biết các bạn thì sao, nhưng mà đối với mình, năm nay có lẽ sẽ là một mùa Giáng sinh thật là đặc biệt. Vì ngoài kia dịch Covid vẫn đang còn rất là nguy hiểm. Chúng ta không biết là dịch Covid sẽ còn diễn tiến như thế nào nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Giáng sinh năm nay sẽ buồn đâu, đúng không? Chúng ta vẫn có thể có một mùa Giáng sinh thật là phước hạnh khi mà lòng mình suy gẫm về ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh. Những năm trước, mùa Giáng sinh chúng ta thường hay xúng xính quần áo đẹp, hay cùng bạn bè đi khắp nơi để chụp hình và hay là ăn uống cùng với gia đình. Nhưng mà có lẽ năm nay sẽ khác một chút, sẽ bớt nhộn nhịp hơn vì đại dịch Covid ngoài kia, và chúng ta cũng khá là e ngại khi mà đi đến những nơi đông người đó. Và buồn hơn nữa là có những bạn sẽ không thể cùng gia đình mình đón một mùa Giáng sinh phước hạnh. Chính vì thế, ngày hôm nay, ODB với chương trình Giáng sinh trong tôi qua chủ đề Hạnh phúc trọn vẹn. Chương trình này đặc biệt dành cho các bạn trong mùa Giáng sinh để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng tâm tình với nhau. Và chúng ta sẽ cùng quay ngược dòng thời gian một chút để trở về thời điểm Giáng sinh mà các bạn mong chờ nhất, các bạn hạnh phúc nhất và đặc biệt nhất. Và trong chương trình ngày hôm nay, mình sẽ không cô đơn một mình đâu, sẽ có một bạn cùng đồng hành với mình nữa. Để biết người bạn đó là ai thì xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Chị Thảo làm em hết hồn à, chào chị Thảo. Em đang làm cái gì vậy? À, trong lúc mà đợi chị Thảo á, thì em đã trang trí cây thông bằng những cái lá thư mà các bạn gửi về cho chương trình hôm nay của mình nè. Chị thấy nhiều quá ha. Ừ, đúng rồi. Đẹp dữ vậy ta. Ừ. À, thôi chị Thảo ngồi xuống đi. Mời em ngồi nha. Dạ. Quà có bánh, có đẹp quá vậy, có cây thông luôn nè. Dạ, nãy giờ là trong lúc chị Thảo đến là em đã chuẩn bị hết tất cả luôn. Dạ. À, lâu quá chị em mình mới gặp nhau ha. Không biết là năm tháng qua em làm gì vậy? Kể chị nghe đi. À, năm tháng qua thì bởi vì là dịch Covid-19 đến á, cho nên là em cũng ở nhà như mọi người thôi. Nhưng mà Chúa cho một cái là em có thể dạy online ở nhà. Và bên cạnh đó thì em cũng có sinh hoạt với ban thanh niên cũng như là nhóm hội thánh online. Thì nói chung là tất cả mọi hình thức sinh hoạt đều online cả. Online hết. Dạ đúng rồi. Không biết thì bữa giờ ở nhà chị Thảo làm gì ta? Cũng online. Tại vì chị dạy mấy bé đó nên bây giờ các bé đâu có đến nhà chị được đâu, nên phải dạy online hết. Nhưng mà cái tầm một tháng 6, tháng 7 thường năm á, thì chị đã rất là tất bật rồi, lo chuẩn bị các công tác Giáng sinh, lo cho việc tập hát của thiếu nhi, lo việc hòa tấu thiếu nhi. Nhưng mà năm nay buồn quá, Giáng sinh các bé không có được đến nhà thờ nên chắc là phải gác lại đợi năm sau rồi. Dạ đúng rồi, bên hội thánh em cũng vậy, và em nghĩ đây là tình hình chung. Cũng các bạn thiếu nhi cũng không thể đến nhà thờ được, nhưng mà Chúa cho bên em thì các bạn thanh niên đến nhóm lại vào đầu tháng 11 cũng rất là đông đủ. Và các bạn cũng có một cái bài hát để dâng lên Chúa trong mùa Giáng sinh này qua hình thức online luôn. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho mọi sự đều thuận lợi cả. Năm nay thì Giáng sinh thanh niên chị đặc biệt hơn một chút, đó là thanh niên chị được hát kiểu là hát đầu giờ cho chương trình đêm 24. Wow, đặc biệt hả chị ha? Tại vì mỗi năm là thiếu nhi hát, năm nay thiếu nhi không có đến được nên thành ra là thanh niên chị phụ trách phần đó nên rất là vui. Thì đúng là Giáng sinh mỗi năm và cả bây giờ nữa đều rất là bận rộn, nhưng mà bận rộn vì không được Chúa vậy mà vui em ha. Đúng là cái mùa Giáng sinh là một mùa bận rộn. Mọi người thường hay nói Giáng sinh là mùa bận rộn, quả là không sai đúng không chị Thảo? Nhưng mà nói đến bận rộn thì em nhớ là bình thường á, thì vào tháng 12 ban thanh niên của tụi em cũng có những cái chuyến đi truyền giảng xa. Không biết bên chị có không, thì bên em thì mỗi năm đều đi như thế cả. Và ban thanh niên tụi em tổ chức một cái buổi truyền giảng kèm theo cái hoạt động công tác xã hội luôn, rất là đáng nhớ và vui. Mà năm nay thì không thể đi được cho nên rất là nhớ những cái khoảng thời gian đó. Đúng rồi, thanh niên chị thì không có đi truyền giảng vào dịp Giáng sinh nhưng mà sẽ đi truyền giảng vào Trung thu.
Nhưng mà em nhắc đến việc truyền giảng xa vào Giáng sinh thì chị có nhớ là có một bạn độc giả của mình đã gửi thư đến chương trình và kể về câu chuyện truyền giảng xa của bạn đó vào mùa Giáng sinh. Wow, trùng hợp vậy ta, em vừa mới nói cái cũng có một bạn liền luôn á. Cũng có một bạn kể về truyền giảng, vậy không biết là bạn này đã đi truyền giảng ở đâu và vì sao cái chuyến này, cái chuyến đi truyền giảng này lại đáng nhớ với bạn chị ha. Chị đố em là bạn này đã phải đánh đổi điều gì để có thể tham dự chương trình truyền giảng đó? Em nghĩ chắc là thời gian quá. Không biết các bạn đang xem chương trình có đoán như thế không, nhưng mà em thì em nghĩ thời gian. Bởi vì cuối năm thì mọi người thường rất là bận rộn. Đúng rồi, đó cũng là một phần thôi. Nhưng mà bạn này phải đánh đổi một điều đặc biệt hơn nữa. Thôi em đoán không ra đâu, thôi để chị lấy bức thư chị đọc cho em và các bạn cùng nghe nha. Dạ vâng. Rồi đây là bức thư của người bạn, cô gái đến từ Bến Tre. Wow, cô gái đến từ Bến Tre với câu chuyện chuyến đi truyền giảng khó quên. Chà, chị thấy bức thư này khá dài và có hai tờ. Thôi thì chị đọc một tờ, em đọc một tờ ha. Dạ được chứ. Rồi đây. Dạ của em. Câu chuyện như sau. Vào một mùa Giáng sinh năm 2018, một lần nữa tôi đón Giáng sinh xa nhà, xa gia đình mình. Đó là một mùa Giáng sinh bận rộn với những kỳ thi học kỳ. Hết môn này tới môn khác làm tôi mệt mỏi vô cùng. Đã có lúc tôi khóc vì mệt mỏi và cô đơn khi không có ba mẹ bên cạnh. Và ngoài kia thì mọi người đang quây quần bên gia đình trong mùa yêu thương này. Còn tôi thì ngồi đây trong căn phòng trọ nhỏ, tất bật với bài vở thi cử và nhiều thứ phải lo. Tôi cũng ước ao mùa Giáng sinh sẽ có được một niềm vui ấm áp và trọn vẹn. Tôi cầu nguyện với Chúa, khóc với Ngài, xin Ngài thêm sức cho tôi. Vậy đây là một bức thư viết bởi một cô gái đang là sinh viên và phải đón một cái Giáng sinh xa nhà. Thật sự thì em chưa có phải trải qua cái tình huống giống như bạn là phải đón một cái Giáng sinh xa nhà, nên là cũng không có hiểu được rõ cái cảm xúc của bạn lúc đó. Nhưng nếu em là bạn thì em sẽ cảm thấy rất là buồn, bởi vì là con gái có những cái suy nghĩ rất là nhiều. Đúng rồi, mà Giáng sinh mà phải xa nhà rồi còn thi cử nữa thì áp quả là lắm. Áp lực. Thì không biết là bạn đã trải qua cái việc này như thế nào chị ha. Rồi để chị kể tiếp cho em và các bạn cùng nghe nha. Một hôm nọ tôi nhận được một lời mời tôn vinh Chúa trong một buổi truyền giảng Giáng sinh tại Bình Phước. Tôi vui vẻ nhận lời ngay. Tôi muốn được làm một điều gì đó cho Chúa trong mùa Giáng sinh này. Dù đang là mùa thi nhưng tôi vẫn vui vì quyết định đó của mình. Các bạn có biết không, tôi đã sẵn sàng để đóng 700 ngàn để thi lại, vì ngày thi lại là ngày tôi đi truyền giảng. Wow, hy sinh buổi thi học kỳ để đi truyền giảng. Đây có phải là cái đánh đổi mà ban đầu chị nói với em đúng không? Chính xác. Theo chị biết thì cô gái này đang là một sinh viên, vừa phải đi học vừa phải đi làm nữa. Cô ấy dạy mất 700 ngàn thì theo chị nghĩ là số tiền đó bằng 4 đến 5 buổi dạy của cô ấy lần đó em. Không biết là các bạn và em có dám đánh đổi điều đó không? Nếu mà em thì chắc là không. Bởi vì cái điều này nó khá là khó để mà mình có thể đưa ra cái quyết định lúc đó. Chắc cũng là tùy trường hợp. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đối với em thì khó để có thể quyết định đó. Bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều, ví dụ điểm số nè, rồi mình lên lớp nè, hay là bố mẹ sẽ nghĩ như thế nào, bạn bè nói gì, rồi thầy cô sẽ phản ứng ra sao. Rất là nhiều cái ảnh hưởng đến tâm lý của mình lúc đó nữa. Nên là em nghĩ nếu là em chắc khó. Theo chị thì chị cũng thấy là khó khăn đó. Nhưng mà với cô bạn này thì chị lại thấy là cô nào vui về quyết định đó của mình. Và cô ấy nói là cô ấy thỏa lòng vì được hầu vị Chúa trong mùa Giáng sinh. Còn phần tiếp theo của câu chuyện thì chị thấy là nằm trong bức thư của em đó. Xin mời em đọc nha. Dạ vâng, em xin phép được đọc phần kế tiếp của bức thư cho chị Thảo và các bạn cùng lắng nghe nha. Ngày đi truyền giảng cũng đến. Chuyến đi đã đem lại cho tôi rất nhiều điều quý báu. Tôi cứ nghĩ mình đã cực khổ lắm rồi, thiếu thốn lắm rồi. Nhưng khi đến nơi truyền giảng, tôi đau lòng khi nhìn thấy con người ở đó cơ cực biết bao. Họ thiếu thốn đủ thứ, nhưng những điều đó không thể lấp đi tấm lòng yêu mến Chúa của họ. Qua những ngày ở cùng nhau với con người nơi đó, tôi thấy được tấm lòng yêu Chúa, yêu người của họ. Dù thiếu thốn đủ điều, nhưng họ luôn hầu việc Chúa bằng cả tấm lòng và niềm vui. Nụ cười của con người nơi ấy làm tôi ấm lòng và cảm thấy hổ thẹn vì tôi có một cuộc sống tốt hơn họ, nhưng lại chưa có niềm vui trong nghịch cảnh được như họ. Nhà thờ ở miền núi tuy đơn sơ, trang trí Giáng sinh chắc chắn sẽ không bằng nhà thờ ở Sài Gòn rồi. Nhưng mà khi bước vào và khi đứng nơi thánh đường tôn vinh Chúa, một cảm giác xúc động trong tôi bỗng dâng trào.
Không khí Giáng sinh nơi đây lạ quá, nó ấm áp vô cùng và nó yêu thương quá đỗi. Chị cũng từng đi truyền giảng Giáng sinh xa, thì chị cũng thấy bạn này nói đúng là hội thánh ở đó rất là nhỏ và việc trang trí Giáng sinh thì rất là đơn sơ, chỉ có những dây đèn thôi và cái thông cũng rất là tương đối là bình dị. Nhưng mà cái cảm giác mà khi mình đứng đó nó rất là ấm áp luôn, mặc dù ngoài trời mưa như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy có một cái tình yêu thương rất lớn ở trong lòng. Thì khi mà bạn này kể câu chuyện thì chị vẫn mường tượng ra được là hình ảnh nó như thế nào á. Dạ, và trong bức thư thì phần kế tiếp bạn có chia sẻ nữa đó là trong chuyến đi này thì bạn bị hạ canxi nè và bị say nắng nữa. Không biết là bạn đã vượt qua như thế nào nhỉ? Em cũng không biết nữa. Kể tiếp đi, chị tò mò quá. Dạ, cho nên là bây giờ em sẽ đọc tiếp nha. Ok. Bạn có chia sẻ là lạ lắm các bạn, khi đứng lên hát tôn vinh Chúa thì tôi khỏe re, khỏe như chưa bệnh gì cả. Hôm đó có gần 1.000 người tham dự, có khoảng 400 thân hữu tin nhận Chúa. Và sân khấu không đủ nên mục sư đã kêu họ quỳ trên sân cỏ luôn. Lúc này thì mưa đang lất phất, tôi và anh chị em trong hậu trường cầu nguyện Chúa không thôi. Ban đàn phải chạy tới chạy lui để che chắn các thiết bị điện tử. Ban đàn vừa trùm khăn che vừa đàn, thấy thương gì đâu. Lúc đó tôi thấy được tấm lòng của những anh em nơi đó. Khi chương trình kết thúc thì cả đoàn chúng tôi về, và trên đường thì mưa đó cho nên là bị ướt nè, và các thân hữu cũng đều ướt luôn. Vậy mà không ai bỏ về cả và chúng tôi không hề cảm thấy lạnh. Một đêm với những sự khó khăn, nhưng đó lại là nơi tôi chứng kiến điều Chúa làm cho chương trình. Sau khi chương trình kết thúc thì cả đoàn chúng tôi đi bộ đến nơi ở. Đường đi sình lầy quá nên là chúng tôi phải cởi giày dép ra và lội sình về. Vậy mà vui lắm. Đêm đó, với bài hát Lý do ngày đến mà tôi tôn vinh Chúa, cũng là bài hát mà tôi rất yêu thích. Cứ mỗi lần hát bài ấy, thì Chúa lại nhắc nhớ tôi về lý do mà Ngài Giáng sinh, Ngài đến vì tôi, vì con người tội lỗi. Chúa Giáng sinh là một món quà yêu thương mà Ngài dành cho tôi và cho mọi người. Vậy, tại sao tôi phải u sầu và buồn bã khi Giáng sinh về, phải không? Mùa Giáng sinh năm đó sẽ vô nghĩa nếu như Chúa không cho tôi có cơ hội được đến nơi xa xôi ấy và hát tôn vinh Chúa. Tôi được góp một phần nhỏ để tặng cho Chúa Giê-xu một món quà nhỏ trong mùa Giáng sinh. Vậy là cô ấy đã phải mất 700 ngàn, nhưng mà đổi lại cô ấy nhận được món quà vô giá từ chuyến đi truyền giảng này. Cô ấy nhận được tình yêu của con người xứ Bình Phước. Cô ấy nhận được niềm vui khi thấy nhiều người trở về với Chúa. Và đặc biệt là cô ấy nhận được món quà quý giá nhất của cuộc đời mình, đó là Chúa Giê-xu. Câu chuyện của cô ấy đúng là một kỷ niệm khó quên, phải không các bạn? Đúng là một kỷ niệm khó quên đúng không các bạn và chị Thảo? Nhưng mà em cảm thấy quyết định của bạn này có phần hơi táo bạo nha. Tại vì là không phải ai cũng có thể làm được như đúng bạn rồi, đâu. Chính xác. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta khuyến khích tất cả các bạn trẻ phải bỏ kỳ thi để mà giữ một buổi truyền giảng. Nó cũng phải tùy vào trường hợp đúng không chị Thảo? Đúng rồi, theo chị nghĩ thì tùy trường hợp mà chúng ta có thể quyết định như bạn ấy. Vì mình cũng phải cân bằng giữa việc học, việc làm và công việc Chúa. Vì Chúa cũng không muốn chúng ta là phải bỏ việc học, việc làm hay là việc gia đình mà cứ đi hầu việc Chúa. Và Chúa cũng không muốn chúng ta cứ mãi lo học, lo làm mà quên đi sự hầu việc Chúa. Nên là chúng ta phải cân bằng giữa cuộc sống riêng của mình và công việc Chúa nữa. Chị Thảo nói rất là đúng, tức là chúng ta vẫn có sự lựa chọn, Chúa cho chúng ta có sự lựa chọn. Và nếu cái việc nào mà quan trọng hơn thì chúng ta nên cân nhắc một chút. Ví dụ như những kỳ thi, mà kỳ thi chuyển cấp này, rồi, hoặc là nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp này, thì chúng ta không thể bỏ được. Đúng rồi, chúng ta không thể trả giá cho điều đó được. Và không có cách nào thay thế là chúng ta phải đi thi. Nên là chúng ta sẽ cân nhắc trong những vấn đề đó các bạn nha. Đúng là trong mùa lễ Giáng sinh, việc xa gia đình quá là buồn và làm chúng ta cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn hiểu những khó khăn của chúng ta và Ngài đã hiểu những khó khăn của cô gái này. Và Ngài đã đem đến cho bạn ấy một niềm vui qua chuyến truyền giảng đó. Nhưng mà nếu như bạn này trong mùa Giáng sinh này có những cái nỗi buồn riêng, thì có một bạn cũng gửi đến cho chương trình ODB ngày hôm nay một câu chuyện về mùa Giáng sinh mà cái cách của bạn kể thì em đoán được là bạn đã trải qua một mùa Giáng sinh khó khăn, không vui và có nhiều cái khoảng lặng lắm. Giáng sinh mà buồn thì khó ha em ha.
Không biết câu chuyện nó như thế nào em ý. Chắc là nhờ chị Thảo lấy trên cây thông lá thư số 2. Số 2? Dạ, ở đúng đây. Rồi, lá thư số 2. Rồi, cô gái đến từ Nha Trang. Dạ, đúng xin rồi. Xin mời em. Dạ, em xin phép mở lá thư nha. Đây là lá thư đến từ một cô gái ở thành phố biển Nha Trang và Giáng sinh năm đó. Đối với cô gái này là một mùa Giáng sinh khó quên, mà cho đến bây giờ cô không thể có lại được mùa Giáng sinh giống như vậy nữa. Và lá thư này có vẻ dài và chất chứa rất là nhiều tâm sự, cho nên là chắc chị đọc một nửa, em đọc một nửa ha. Rồi, chị một tờ. Thank you. Dạ, vậy bây giờ em sẽ đọc bức thư cho chị Thảo với lại các bạn cùng nghe nha. Ngày tôi chưa rời quê nhà để vào Sài Gòn học tập và sinh sống, tôi là con gái út trong gia đình. Hai người anh của tôi đã có gia đình riêng nên tôi được ba mẹ cưng chiều lắm. Đi đâu tôi cũng gọi điện về nói luyên thuyên với ba mẹ. Tôi nhớ hoài năm đầu tiên mà cả ba mẹ và tôi tin Chúa. Đó là năm đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi. Năm đó là mùa Giáng sinh đầu tiên mà gia đình tôi có Chúa. Năm đầu tiên gia đình tôi mua một cây thông để trang trí. Và cũng là năm đầu tiên mà cả nhà tôi sinh hoạt với Hội Thánh Nha Trang. Chị nghe là có quá nhiều lần đầu tiên đối với bạn này luôn á. Thật là đặc biệt luôn à. Dạ đúng rồi. Và bạn cũng có chia sẻ tiếp như thế này. Mọi thứ thật mới mẻ và nhiều niềm vui. Một cảm giác mà trước đó gia đình tôi không có được. Mùa Giáng sinh năm đó, nhà tôi có mua một cây thông cỡ vừa. Cả nhà cùng nhau mua dây đèn, trái châu, cùng quây quần ngồi trang trí cây thông, trang hoàng nhà cửa. Nhớ lại lúc ấy, tôi thấy nhớ ba mẹ và khoảnh khắc hạnh phúc đó. Rồi từ năm đó, cứ đến mùa Giáng sinh là ba tôi cùng các chú trong nhà thờ rủ nhau đến nhà thờ trang trí nhà Chúa. Dịp lễ nào cũng có mặt ba, và không có mùa Giáng sinh nào mà thiếu vắng ba tôi được. Ba là người rất nhiệt tình trong công việc Chúa, làm điều gì cũng kỹ lưỡng và hết lòng, nên mọi người có cần là ba tôi có mặt ngay. Chị rất là thích hình ảnh của các gia đình mà quây quần bên cây thông hết á. Cách đây mấy ngày thì gia đình chị cũng vừa trang trí cây thông xong. Thì chị sẽ phụ trách phần treo cây thông lên. À quên, treo trái châu lên chứ. Đố em là năm nay gia đình chị sẽ treo trang trí cây thông tông gì nè? Chị đố khó quá, em nghĩ là màu vàng đồng nha. Khó quá. Khó lắm. Đúng rồi, nhìn chị rất là giống trái châu luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì mẹ chị sẽ phụ trách phần là chỉ đạo. Chỗ này con thiếu nè, chỗ kia con thiếu nè. Còn ba chị là sẽ phụ trách một cái phần rất rất là nặng nhọc luôn. Em biết gì không? Chắc là sẽ bẻ cái cây thông ra. Tại vì cái khâu đó là khâu nặng nhất rồi đó. Chị thấy nó vẫn còn nhẹ. Ba chị sẽ phụ trách phần mở nhạc cho gia đình nghe hết rồi. Không biết là còn với gia đình em thì sao ha? Có trang trí cây thông không nhỉ? Gia đình em thì chắc cũng tương tự như gia đình chị đó, cũng trang trí cây thông nhưng mà hồi nhỏ thôi. Thì lúc mà trang trí cây thông thì ba em cũng làm công việc nặng nhất đúng không? Như nghĩa đen nha. Là bẻ cây thông ra, rồi sau đó là mẹ em và em gái của em thì trang trí cây thông. Nói chung là không khí cũng rất là vui. Chị thấy là chị rất là thích hình ảnh đó luôn á. Nên bạn này kể về câu chuyện của gia đình của bạn đó thì chị cũng cảm nhận được cái hình ảnh vui vẻ đó. Dạ đúng rồi. Và bạn cũng có chia sẻ tiếp như thế này. Rồi tôi vào Sài Gòn học đại học. Kể từ mùa Giáng sinh năm đó, tôi xa nhà, xa ba mẹ, thì tôi không thể cùng ba mẹ trang trí cây thông nữa. Cũng không thể về nhà, vì đây là thời điểm thi học kỳ. Tôi lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ, một mình trang trí cây thông nhỏ. Đến nay cũng đã 6 năm rồi, và tôi đã không cùng bố mẹ trang trí Giáng sinh, không cùng ba mẹ trang trí cây thông và cũng không cùng ba mẹ đến nhà thờ để hát những bài hát tôn vinh Chúa vào mùa Giáng sinh. Cô ấy cũng có kể với chúng ta là chỉ cần nghe ba mẹ gọi điện thoại kể về cái việc ba mẹ đi trang trí ở nhà thờ nè, ba mẹ tập hát Giáng sinh ở nhà thờ về nè, thì dù cho là không có mặt ở đó thì cô bạn của chúng ta vẫn cảm thấy háo hức và có không khí Giáng sinh. Và cô bạn này cũng lấy cái điều đó làm niềm vui và hạnh phúc cho những ngày Giáng sinh chỉ có một mình. Mà tự nhiên nói đến đây các em nhớ cái người bạn ở lá thư số 1 cũng có cái việc giống như thế này đúng không chị? Phải là việc tương tự, tương đồng giữa hai bạn đó là hai bạn, thứ nhất là hai bạn là nữ nè, thứ hai là các bạn sống xa nhà và là sinh viên nữa đúng không? Dạ đúng rồi.
Thì theo bức thư chị thấy ở đây á, thì có vẻ diễn biến của câu chuyện của bạn là hơi buồn nha. Để chị đọc cho em và các bạn cùng nghe. Rồi thấm thoát trôi qua, ba tôi qua đời vì bệnh tật. Tôi cùng mẹ sống nương dựa vào Chúa. Mẹ sống nơi quê nhà, còn tôi thì Sài Gòn. Tôi hay gọi điện cho mẹ và nhất là vào những ngày Giáng sinh. Tôi gọi để thay ba làm mẹ vui, thay ba để đón Giáng sinh cùng mẹ. Dù biết rằng chúng tôi có Chúa ở cùng, nhưng thiếu vắng ba làm cho tôi và mẹ có một khoảng lặng không nhỏ trong lòng. Vài năm sau, Chúa rước mẹ đi để gặp ba trên thiên đàng. Tôi như mất hết tất cả, mọi thứ xung quanh sụp đổ. Lúc đó tôi đang học năm thứ ba đại học. Thời điểm ấy thật khó khăn cho tôi. Bỗng chốc tôi trở thành một người mồ côi. Tôi mặc cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nào cả, dù biết rằng Chúa vẫn đang ở cạnh mình. Và rồi những mùa Giáng sinh sau đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Không khí bên ngoài dù có háo hức nhộn nhịp đến đâu, thì với tôi luôn có một nỗi buồn không tả. Tôi không còn được nghe ba mẹ kể về trang trí cây thông, không thể mường tượng ra được khung cảnh Giáng sinh nơi quê nhà nữa. Tôi cũng không còn người thân nào để có thể gọi điện thoại và nói chuyện về mùa Giáng sinh. Nên cứ mỗi năm đến thời điểm này, hình ảnh cả nhà cùng nhau trang trí cây thông làm cho tôi buồn và nhớ đến ba mẹ, nhớ đến những lúc gia đình bên nhau. Đúng là một cái khoảng lặng. Ban đầu thì bạn kể một cái khung cảnh rất là vui, gia đình trang trí Giáng sinh rất là vui. Nhưng mà em không ngờ là biến cố của bạn khá là lớn trong một cái mùa lễ Giáng sinh này, mà mất đi những cái người yêu dấu của mình. Mất đi cả ba lẫn mẹ luôn ha. Vâng. Thật sự là em vẫn còn ba mẹ ở cạnh bên để đón những cái mùa Giáng sinh, thì thật sự là một cái niềm hạnh phúc đối với em. Em không có cảm nhận được hết, bởi vì em không có phải là bạn. Nhưng mà đối với bạn là một cái mùa Giáng sinh không có bố mẹ ở bên và sẽ không gặp nữa, em cảm nhận được là bạn sẽ cảm thấy rất là buồn. Và bạn không biết là bạn đã vượt qua cái điều này thế nào chị ha. Tại vì em có từng biết đến một vài người bạn có cái sự mất mát như thế này, thì sẽ xảy ra rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như bạn sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là bạn sẽ trách Chúa, tại vì sao Chúa đưa những cái điều này đến với mình. Và tệ hơn là bạn bỏ Chúa. Thì không biết là người bạn trong bức thư của chúng ta sẽ đối diện với điều này ra sao chị ha. Đúng là thật khó để mà mạnh mẽ đối diện với cái mất mát to lớn này, nhưng mà lại đối với một cô bạn gái nữa, mà là con út nữa. Thì chị cũng không biết bạn đã vượt qua như thế nào. Thôi thì mình tiếp tục câu chuyện của bạn nha em. Dạ. Tôi vẫn tiếp tục các công tác nơi nhà thờ tôi sinh hoạt tại Sài Gòn. Nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi. Tôi cứ hay tranh đấu trong lòng là tôi nên theo Chúa hay là nên bỏ Chúa đây. Tại sao tôi theo Chúa mà tôi phải chịu mất mát lớn quá vậy? Tôi dần dần rơi vào trạng thái nghi ngờ Chúa. Tôi chẳng muốn gặp ai. Tôi không còn thấy có điều gì khiến tôi có thể vui được nữa. Và tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm vì giờ đây mình đã là một đứa trẻ mồ côi. Thời gian tôi rơi vào trạng thái tăm tối đó, nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi. Chúa đã dùng những người bạn cơ đốc đến bên cạnh an ủi tôi. Họ luôn lắng nghe tôi tâm sự, họ còn gửi cho tôi những câu kinh thánh khích lệ. Dần dần mối thông công anh chị em trong Chúa khỏa lấp khoảng trống trong lòng tôi. Chúa đã đem tôi trở lại là một cô gái vui vẻ và hòa đồng. Chúa đã nhắc cho tôi biết về sự hiện diện của Ngài bên cạnh tôi. Cảm ơn Chúa vì dù chẳng còn ba mẹ bên cạnh, nhưng tôi có Chúa đồng hành cùng với mình. Khác với trước đó là tôi chỉ muốn một mình, tôi không muốn cầu nguyện cùng Chúa nữa. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi, Chúa đem tôi trở về với Ngài trong tình yêu thương của Ngài. Quan trọng hơn hết là tôi biết ba mẹ tôi đã đi về đâu, nên tôi sẽ không còn buồn nữa. Và thay vào đó, tôi sẽ vì ba mẹ, vì Chúa mà tiếp tục bước trên con đường theo Ngài để sau này còn được gặp ba mẹ trên thiên đàng phước hạnh. Từ đó mỗi năm, mùa Giáng sinh đến, tôi đã không còn ngồi buồn một mình trong phòng nữa. Tôi cùng bạn bè đến nhà thờ, trang trí cây thông, cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm đẹp mà tôi đã từng có với ba mẹ. Và tôi còn tham gia trong ban nhạc của Hội Thánh nữa. Vậy là đủ rồi. Và năm nay, thêm một năm Giáng sinh tôi không có ba mẹ. Nhưng bù lại tôi có anh chị em trong đức tin. Và tôi có Chúa đồng hành với mình. Bên cạnh đó,
Chúa cũng nhắc nhớ tôi về lý do Ngài đến trần gian này để cứu mình, và tôi nhận ra đó mới thật sự là ý nghĩa của mùa Giáng sinh. Câu chuyện của bạn đã hết rồi đó em. Đúng là một câu chuyện quá là nhiều thăng trầm. Ban đầu thì vui, sau đó thì lại có những cái khoảng lặng. Tuyệt vọng cũng có, buồn cũng có, và suýt nữa thì bỏ cuộc thì cũng có. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì trên hết Chúa đã vực bạn dậy bằng những cái mối thông công anh em trong Chúa, và bạn đã được những người anh em trong Chúa quan tâm bằng những cái lời khích lệ nè, những cái lời lời Chúa trong Kinh Thánh, những người bạn đã gửi đến. Thì em thấy cái tình thân trong Cơ Đốc, những cái người bạn trong Cơ Đốc rất là quan trọng, mà nếu chúng ta có thì hãy giữ. Và cảm ơn Chúa vì trong tất cả thì Chúa đã vực bạn dậy và cho bạn thấy được ý nghĩa thật của mùa lễ Giáng sinh. Dù không có người thân bên cạnh nữa, dù không còn gặp được bố mẹ ở đây nữa, nhưng mà mùa Giáng sinh vẫn là cái mùa hạnh phúc, bởi vì Chúa chính là đấng đem đến hạnh phúc và tình yêu thương cho tất cả chúng ta. Mà nhắc đến hai bức thư vừa rồi á, thì em thấy bức thư số 1 và bức thư số 2 mỗi bạn đều có một cái câu chuyện riêng của mình về một cái mùa lễ Giáng sinh nha. Có thể đối với người này thì Giáng sinh là những cái thời gian nhộn nhịp, vui vẻ bên gia đình và người thân. Nhưng mà bên cạnh đó thì đối với người khác, Giáng sinh là một cái mùa của những cái nỗi buồn và những cái khoảng lặng. Đúng rồi. Mà nhắc đến đây thì em lại nhớ có một cái bài hát có một cái nội dung rất là liên quan. Không biết là chị Thảo và các bạn ở đây có biết không, thì em có thể đọc một vài lời và em nhắc cho chị đi, chị mới nhớ để được. Xem là chị Thảo biết không nha. Lời bài hát có chép như thế này: hãy trao Ngài tâm linh còn lo lắng ưu tư, còn đau đớn hoang mang, hãy trao Ngài để tâm hồn hôm nay được an thái thay, Ngài sẽ gánh thay bao nỗi nhọc nhằn. À rồi, chị nhớ rồi, bây giờ chị đọc thử cho em nghe nha. Dạ. Hạnh phúc phải chăng đến bởi đời này, hay là chỉ đến trong tâm hồn? Hạnh phúc bởi Giê-xu, Chúa của tình yêu, đúng không? Dạ đúng rồi. Chính xác rồi, chính xác. Thật vậy, dẫu cho cuộc sống của chúng ta có nhiều thăng trầm, nhưng hạnh phúc không phải đến bởi đời này, mà là hạnh phúc đến từ Chúa Giê-xu là vua của tình yêu. Cuộc đời sẽ luôn đổi thay, biết chắc rằng cuộc đời như giấc chiêm bao. Chìm vào đắng cay trên miệng, bao niềm lo lắng bủa vây luôn đêm ngày, mong ước được an vui từ trong tim. Biết chắc rằng cuộc đời sẽ luôn đổi thay, biết chắc rằng cuộc đời như giấc chiêm bao. Mỗi khi tâm hồn thường hoang phí bao nhiêu thời gian, bao niềm mơ ước biến đến muôn ưu tư, bao tháng ngày trôi qua lòng chán ngán, nhưng trong tận con tim niềm khao khát an vui, mọi lo lắng ưu tư sẽ trôi qua, bao lệ nhòa trên mi dần tan mất đi,
chỉ còn nỗi buồn trong đáy tim này. Hạnh phúc phải chẳng đến mãi đời này, hay là sẽ đến trong tâm hồn. Hạnh phúc bởi sẽ giúp cho cha tình yêu ngàn muôn đời không.
Bài hát vừa rồi như một lời khích lệ chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Dù dịch bệnh ngoài kia vẫn còn đang diễn ra, hay những nỗi buồn bạn đang phải chịu, thì mong bạn đừng buồn nữa và cũng đừng cảm thấy thất vọng. Vì Chúa là đấng thấu hiểu những điều đó, và Ngài sẽ giúp bạn vượt qua bằng tình yêu thương của Ngài. Bạn sẽ cảm thấy an vui và niềm vui dâng tràn trong tâm linh, và khi đó bạn sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Thời gian vừa rồi thì chị em mình cũng đã nghe tâm sự của hai người bạn kể về kỷ niệm trong mùa Giáng sinh. Qua đó chúng ta cũng có những thời gian lắng động cùng với nhau. Với chị thì mùa Giáng sinh là mùa mà để chúng ta bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn. Như Chúa đã yêu chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng hãy yêu nhau như thế ấy. Và nhân dịp mùa Giáng sinh này thì các bạn cũng hãy dành thời gian đi đến với những người bạn của mình, những người đang cô đơn, những người bạn đang phải chịu mất mát, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ tình yêu thương với nhau để cùng nhau hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Còn các bạn ở đây thì sao? Chúng ta đã chuẩn bị gì cho mùa lễ Giáng sinh rồi? Và Giáng sinh năm nay của các bạn có khác gì với những mùa Giáng sinh năm trước không? Hãy kể cho chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúng mình rất vui khi được lắng nghe những câu chuyện của các bạn đó. Và bạn đã chuẩn bị tình yêu thương để trao đi chưa? Hy vọng rằng qua mùa Giáng sinh này, bạn sẽ nhận được nhiều điều ý nghĩa và tuyệt vời cho riêng bản thân mình bạn nhé. Chương trình đến đây phải khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành và lắng nghe những tâm sự của chương trình. Và chương trình của chúng mình sẽ không kết thúc tại đây, mà sẽ còn tiếp tục với nhiều bức thư, nhiều câu chuyện khác của các bạn gửi về cho chương trình nữa. Cho nên là các bạn hãy theo dõi fanpage của Một Vụ ODB để không bỏ lỡ những số tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.